Tính sáng tạo xuất phát từ tư duy lãnh đạo. Những ý tưởng mang tính sáng tạo, phong phú, mới mẻ là một lực đẩy cho sự tiến bộ liên tục cho mọi doanh nghiệp hay một tổ chức. Điều đó không chỉ đến cấp lãnh đạo mà còn xuất phát từ các tuyến thấp hơn của một tổ chức. Ngày nay, tuyến dưới, có thể nói là nhân viên, là nguồn của sự đổi mới. Họ cần được trao quyền nhiều hơn. Ngọn nguồn của thay đổi sáng tạo chỉ có kết quả từ sự tương tác giữa lãnh đạo và đội ngũ nhân viên. Rất nhiều ý tưởng lớn đến từ tất cả mọi người, nên họ cần tạo môi trường để được đóng góp ý kiến. Dù là những ý kiến đơn giản, nếu không có những đề xuất mới, tổ chức sẽ không bao giờ vượt qua những nguy cơ, điểm yếu để vượt lên trên những thành tựu trong quá khứ hay đối thủ của mình. Một tổ chức, doanh nghiệp tiến bộ sẽ luôn biết thúc đẩy, đổi mới tính sáng tạo. Bởi vì họ đều hiểu, đó là xương sống, là huyết mạch chi phối hoạt động để nâng cao dịch vụ. Trở thành một nét văn hóa vững chắc, căn cơ để tổ chức, doanh nghiệp vươn lên. Những đề xuất sáng tạo không bao giờ có thể ươm mầm sinh trưởng và bứt phá trong một môi trường đầy tính thể chế và nhiêu khê. Một môi trường như thế sẽ kìm hãm sự thay đổi và tính sáng tạo, không khuyến khích được việc trao đổi các ý tưởng, thông tin một cách minh bạch, rõ ràng giữa các cấp với nhau. Các lãnh đạo như thế sẽ không bao giờ cho mình một tư duy tìm kiếm tính sáng tạo hay những điều mới mẻ, vì họ sẽ hành động như cách họ đã làm, họ đã hiểu trước đây. Lối tư duy hành động mà bản thân cảm thấy quen thuộc sẽ giúp các nhà lãnh đạo cảm thấy tự tin, thoải mái khi làm việc. Vì đổi mới sáng tạo sẽ có hướng phá đi những thói quen đó. Nó đòi hỏi người lãnh đạo phải thúc đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn, chống lại sự thay đổi, tiến bộ là giết chết con đường phát triển. Hãy theo dõi kiến thức lòng vòng để biết thêm những câu chuyện về lãnh đạo nhé.